thu nhập của tầng lớp trung lưu Việt đang gia tăng, kéo theo nhu cầu làm đẹp tăng cao, tạo cơ hội cho các thương hiệu mỹ phẩm khi gia nhập thị trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng mỹ phẩm gia tăng. Gần đây, một số thương hiệu mỹ phẩm đã liên tiếp chào sân các sản phẩm mới, trong đó có thể nhắc đến thương hiệu Hải Yến Comestic với bộ sản phẩm Glow với trị nám dưỡng trắng da, sữa rửa mặt, gel mặt nạ thải độc và serum dưỡng da tới công chúng, đặc biệt là những khách hàng tiềm năng yêu làm đẹp với chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Doanh nghiệp này cũng đánh giá cao thị trường mỹ phẩm Việt và khẳng định sắp tới sẽ tiếp tục nghiên cứu cho ra mắt thêm sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Việt.